Kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh. Đội ngũ những người làm chương trình xin chúc cho quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị những thông tin vô cùng quan trọng và thú vị về thể thao. Đầu tiên, vừa trở về từ Thái Lan, Bộ Tư lệnh Thông tin ngay lập tức hành quân đến Đà Nẵng, tự tin bước vào vòng 2 giải vô địch quốc gia 2023. Tiếp theo là thông tin ở tuổi 40, Tiến Minh vẫn trở lại vị trí số 1 Việt Nam cùng hot girl cầu lông Nguyễn Thùy Linh bỏ xa các đàn em. Nối tiếp là thông tin về bóng đá nữ khi huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng khi nữ Việt Nam thua 0-2 trước Nhật Bản. Huấn luyện viên Mai Đức Chung: "Tôi đã lo tuyển nữ Việt Nam vỡ trận trước Nhật Bản." Và nối tiếp là thông tin khá đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ khi vận động viên bóng chuyền cao hơn 2m nhận ngay gần chục triệu đồng chỉ sau một cú đánh bóng ở giải hội làng. Và cuối cùng là thông tin quan trọng và không kém phần thú vị, đội bóng chuyền nữ Việt Nam cận kề thời khắc lịch sử. Và ngay sau đây là những thông tin chính. Đầu tiên, vừa trở về từ Thái Lan, Bộ Tư lệnh Thông tin ngay lập tức hành quân đến Đà Nẵng, tự tin bước vào vòng 2 giải vô địch quốc gia 2023. Một trong những ứng cử viên vô địch quốc gia, Bộ Tư lệnh Thông tin đã có mặt tại Đà Nẵng, chuẩn bị sẵn sàng cho vòng 2 giải vô địch quốc gia. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khoảng thời gian 2 tuần tập huấn tại Thái Lan, Bộ Tư lệnh Thông tin đã đáp chuyến bay tới Đà Nẵng chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia, sẵn sàng cho giải đấu quan trọng nhất trong năm của đội bóng áo lính. So với vòng 1, rõ ràng Bộ Tư lệnh Thông tin đã có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn khi mang về 2 ngoại binh, đồng thời có chuyến tập huấn quan trọng tại nước ngoài nhằm chuẩn bị cho giải đấu tại thành phố Đà Nẵng. Nằm ở bảng C khi đấu tại Đà Nẵng, đối thủ khó nhằn nhất với Bộ Tư lệnh Thông tin chính là Ninh Bình Liên Việt Popbank, vốn bị đánh giá thấp hơn ở vòng 1. Tuy nhiên, việc bổ sung ngoại binh đã khiến cán cân trở lên đều hơn. Đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam quyết định đặt niềm tin vào chủ công người Bulgaria Savina Koleva và chủ công người Thái Lan Watchalay Nujam. Cùng với lực lượng nội binh luôn được đánh giá cao, đội bóng áo lính hoàn toàn đủ tự tin bước vào cuộc cạnh tranh chức vô địch. Bộ Tư lệnh Thông tin là đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng chuyền Việt Nam. Từ mùa giải chuyên nghiệp 2024 đến 2022 do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức với 19 lần thì Bộ Tư lệnh Thông tin đã vào chung kết tới 17 lần và vô địch 12 lần. Năm nay, Bộ Tư lệnh Thông tin mang đến vòng 2 giải vô địch quốc gia một đội hình trẻ nhưng cũng không thiếu chất lượng. Cầu thủ nhiều tuổi nhất Thanh Hương năm nay cũng chỉ mới 27 tuổi, đa phần là những vận động viên sinh năm 1998, 1999 và trên 2000. Ngoài hai vận động viên ngoại, những người yêu mến đội bóng áo lính vẫn có thể đặt niềm tin vào những ngôi sao vừa thi đấu cho đội tuyển quốc gia như Lâm Oanh, Kiều Trinh, Nguyệt Anh hay Phạm Thị Hiền. Và kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo, ở tuổi 40, Tiến Minh vẫn trở lại vị trí số 1 Việt Nam cùng hot girl cầu linh Nguyễn Thùy Linh bỏ xa các đàn em. Nguyễn Tiến Minh đã trở lại vị trí số 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới mới nhất được công bố. Hôm 28 tháng 10, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã công bố bảng xếp hạng các tay vợt trong nước. Trong đó, Nguyễn Tiến Minh 40 tuổi đứng hạng số 1 với tổng điểm 3.913,21 điểm. Các vị trí còn lại top 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Tiến Tuấn, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Hải Đăng. Cũng theo bảng xếp hạng này, tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh đang đứng ở vị trí số 1 Việt Nam. Các gương mặt còn lại trong top 4 ở cầu lông nữ là Trần Thị Phương Thúy, Vũ Thị Anh Thư và Vũ Thị Trang. Việc Tiến Minh leo lên vị trí dẫn đầu xuất phát từ chức vô địch tại giải cầu lông quốc gia vừa qua mà anh đạt được. Trong quá khứ, Tiến Minh đã 5 lần giành huy chương đồng SEA Games, 4 lần tham dự Olympic, huy chương đồng giải vô địch châu Á năm 2019. Thậm chí, Tiến Minh còn gây tiếng vang lớn với tấm huy chương đồng giải vô địch thế giới năm 2013. Anh cũng sở hữu kỷ lục thế giới về pha cầu bền dài nhất khi Tiến Minh lên bục nhận giải chung với Lin Dan, huyền thoại cầu lông Trung Quốc. Đó là khoảnh khắc lịch sử của anh. Nguyễn Tiến Minh từng xếp hạng 5 thế giới, xếp trên Lin Dan và Chen Long, chỉ đứng sau Le Chong Wei, Peter Gare, Taufee Hidey và Bong Bon Sana. Đây là vị trí mà anh được BWF xếp hồi tháng 12 năm 2010. Hiện tại, Tiến Minh đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp nhưng vẫn được các vận động viên Việt Nam yêu mến. Người hâm mộ cầu lông Việt Nam cũng hy vọng sẽ có một Tiến Minh thứ hai xuất hiện.
Và tiếp theo là thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng khi nữ Việt Nam thua 0-2 trước Nhật Bản. Huấn luyện viên Mai Đức Chung: tôi đã lo tuyển nữ Việt Nam với trận trước Nhật Bản. Dù chơi rất cố gắng nhưng tuyển nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Nhật Bản khi chịu thất bại 0-2 và dừng bước ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: mặc dù chúng tôi không thể thắng, nhưng những gì các cầu thủ thể hiện trên sân đã phần nào làm tôi hài lòng về tinh thần của toàn đội. Trước đó, chúng tôi có lo sợ về kịch bản vỡ trận và thua trước đối thủ hàng đầu châu Á. Chúng tôi đã thua Nhật Bản 0-7 tại AZ19, nhưng lần này tỷ số chỉ còn 0-2. Tôi cho rằng đó là thành công cùng sự quyết tâm của toàn đội rồi. Bản thân tôi muốn dành lời cảm ơn đến sự cống hiến và thi đấu tốt của cả đội. Xét về mặt trình độ, chúng tôi thua thiệt so với tuyển nữ Nhật Bản nhiều. Nhưng trận đấu ngày hôm nay các cầu thủ tỏ rõ tinh thần thi đấu quyết tâm cao. Chúng tôi thua nhưng đây là tỷ số chấp nhận được. Sau trận đấu này, đội sẽ tạm biệt giải. Tuyển nữ Việt Nam xin chúc các đội bóng còn lại sẽ có những trận đấu tốt tại vòng đấu tiếp theo, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ. Tại Uzbekistan, tuyển nữ Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ từ các cổ động viên. Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Vì thế, huấn luyện viên Mai Đức Chung không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Tôi cảm ơn những bà con Việt Kiều đã đến theo dõi và tiếp sức cho chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ, giới truyền thông luôn đồng hành và sát cánh cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt hành trình vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung chốt lại. Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay tối ngày 3 tháng 11 từ Uzbekistan về Việt Nam, hạ cánh sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 13:30 ngày 4 tháng 11. Và kính thưa quý vị và các bạn, thông tin tiếp theo là khá bất ngờ khi vận động viên bóng chuyền cao hơn 2 mét nhận ngay gần chục triệu đồng chỉ sau một cú đánh bóng ở giải hội làng. Giải bóng chuyền hội làng thôn Ninh Giang, huyện Ninh Hiệp, Hà Nội được biết đến là một trong những giải hội làng có tiền thưởng lớn nhất cả nước. Đầu năm nay, xã Ninh Hiệp đã tổ chức giải bóng chuyền hội làng truyền thống nhân dịp lễ hội mừng giỗ tổ làng, nghề thuốc nam thuốc bắc của xóm 8 thôn Ninh Giang. Năm nay, giải đấu diễn ra trong 2 ngày với 2 nội dung nam và nữ. Tuy chỉ là giải đấu cấp làng nhưng giải bóng chuyền tại đây được đánh giá có chất lượng rất cao. Nhiều người cho rằng giải làng còn ăn đứt cả giải vô địch quốc gia về quy mô giải thưởng lẫn sự cuồng nhiệt của khán giả. Giải bóng chuyền làng Ninh Hiệp luôn đông nghịt người xem từ sáng tới tối. Giải đấu có nhiều khoản thưởng nóng, hấp dẫn. Vận động viên có thể nhận cả bạc triệu chỉ sau một cú đánh bóng. Đây là điều đã diễn ra tại giải đấu dành cho nam. Một vận động viên có chiều cao tới 2m02 đã gây sốt với những cú đánh bóng chất lượng của mình. Đánh hay, nhận ngay phong bì là có thật. Chỉ sau cú đánh bóng của mình, vận động viên cao 2m02 kia đã nhận ngay phong bì được cho có số tiền thưởng lên tới 9 triệu đồng. Được biết, các hạng mục giải thưởng nóng tại giải còn có phát bóng ăn điểm, vận động viên ghi điểm đẹp mắt, cầu thủ ghi điểm số đầu tiên, hoa khôi, đội bóng giành chiến thắng trong xét đấu và trong trận hay, thậm chí là giải đội bóng có trang phục đẹp do khán giả bình chọn. Tất cả những điều này đã tạo lên một giải bóng chuyền hội làng đầy hấp dẫn và thú vị. Vận động viên cao 2m02 trên là Bảo Khang, anh sinh năm 1998 và thường xuyên gây sốt ở giải đấu hội làng thời gian qua. Bảo Khang là một trong những người có tính cách khiêm tốn. Trong một lần trả lời phỏng vấn, anh đã chia sẻ cảm nghĩ khi được nhiều người ví von là ngôi sao hội làng. Khang nói: mình không muốn được gọi là ngôi sao hay idol, mình chỉ muốn làm một người bình thường thôi ạ. Mình cũng cảm ơn mọi người đã ưu ái gọi mình với những cái danh xưng như vậy. Và kính thưa quý vị và các bạn, thông tin cuối cùng vô cùng quan trọng, đó là đội bóng chuyền nữ Việt Nam cận kề thời khắc lịch sử. Ngày 4 tháng 11 tới đây, đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 2 giải vô địch quốc gia. Đây có thể coi là trận chung kết quyết định cơ hội trụ hạng của đội bóng chuyền ngành ngân hàng. Ngân hàng Công Thương cùng bảng C với đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thông tin, Ninh Bình Liên Việt Popbank và Zimeco Tây Bình ở vòng 2 giải vô địch quốc gia. Đội xếp cuối bảng này sẽ phải xuống chơi giải hạng A toàn quốc năm 2024. Kết quả xếp hạng các đội bóng ở vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 được tính dựa trên số điểm các đội giành được ở vòng 1 gộp với số điểm của họ ở vòng 2. Ngân hàng Công Thương mới có 2 điểm là đội thấp điểm thứ 2, chỉ hơn Thanh Hóa 0 điểm, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh có 3 điểm. Ở vòng 1, Ngân hàng Công Thương thua cả 4 trận, trong đó có những thất bại trước Ninh Bình Liên Việt Popbank và Zimeco Thái Bình, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh thắng được 1 trận.
Ngân hàng Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là hai đội yếu nhất bảng C. Nếu thua ở Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Công Thương nhiều khả năng phải xuống hạng. Ngân hàng Công Thương cùng với Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An là ba đội chưa từng xuống hạng trong lịch sử giải vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam kể từ năm 2004 đến nay. Và kênh tin tức online của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và tường thuật tất cả các trận đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 vòng 2 tới đây. Kính mời quý vị đón xem, quý vị nhớ đăng ký kênh để không thể bỏ lỡ quý vị nhé.